Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những la số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về bát tự xem chỉ tay. Về chỉ cần chúng ta nhìn qua trong lòng bàn tay với tất cả những khe và những đường chỉ ở gốc ngón tay và ngón tay út, ta có thể đoán nhận được với những khả năng của người nam giới có thể là mạnh hay là yếu. Và sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi tìm hiểu nội dung của bài viết ở dưới đây trong ngày hôm nay ra sao nhé. Tử vi về bát tự xem chỉ tay, nhìn bàn tay thì ta có thể nhận biết được khả năng của một người nam giới mạnh hay là yếu. Với các chuyên gia về tử vi xem chỉ tay cho rằng bàn tay chính là một cơ thể thu nhỏ, nó chiếu trong không gian 3 chiều. Và chúng ta có thể nhìn tay thì có thể đoán được chính xác về khả năng tình dục mạnh yếu của một người nam giới. Người xưa đã có rất nhiều kinh nghiệm bỏ túi rằng bằng cách là nhìn bề ngoài để nhận biết ở bên trong. Và bây giờ chúng ta cũng quen gọi vui là xem bói. Và đây không phải là mê tín mà là một kiểu kinh nghiệm về dân gian truyền khẩu được tích lũy qua nhiều thế hệ. Liệu xem bàn tay thì chúng ta có thể biết được đời sống chăn gối của nam giới một cách chính xác hay không? Có nhiều cách để xem tướng được ghi chép lại ở rất nhiều tư liệu và dựa trên kinh nghiệm sống của rất nhiều thế hệ đã đúc cốt lại rằng về xem tướng dựa trên khuôn mặt, dáng người, xem biểu hiện và đoán tính cách. Ví dụ như nhìn một người có mũi to, dáng vẻ lực lưỡng, râu tóc rậm rạp, vòng mông rắn chắc và cong mẩy là những người có khả năng về tình dục rất mạnh mẽ. Ngoài ra thì những người mà có hàm răng sáng bóng, răng cửa chắc khỏe thì cũng có một đời sống chăn gối và đặc biệt rất sung mãn. Vì thế mà thời nay xem bàn tay của nam giới thì chúng ta cũng có nhiều những cơ hội, cơ sở để đoán biết được số mệnh về khả năng tình dục mạnh mẽ hay là yếu nó thông qua những đặc điểm riêng biệt thể hiện trên từng ngón tay. Và các bạn thân mến, thứ nhất là xem về ngón tay. Tay nó là một nơi tập trung tất cả các huyệt, nó chỉ huy các bộ phận khác ở trên cơ thể giống như là kim chỉ đường. Và thông qua bàn tay thì chúng ta có thể nhìn thấy những điều dị thường nó xảy ra ở bên trong cơ thể của chúng ta. Ở tất cả các khớp ngón tay giữa nối với lòng bàn tay ở phía trong, nếu như xung quanh có nhiều nếp nhăn lõm và sâu, nó giống như là ngón tay gầy gò và nhăn nheo thì cho thấy bạn rất dễ cương cứng nhanh và đây là một kiểu người xuất tinh sớm. Về ngón tay út mà bé nhỏ ngắn hơn bình thường thì bạn rất dễ bị thận khí suy nhược, thiếu sức sống. Nó biểu hiện qua lâm sàng nhất là ở người sở hữu ngón tay này là có một thân thể yếu ớt, khả năng tình dục không đủ mạnh. Người xưa thường nói ngón út dài quá độ, dài có đến lóng thứ hai của ngón đeo nhẫn thì dù có thế nào vẫn có thể sinh con. Ý nói là cơ thể dù có khiếm khuyết một bộ phận nào thì khả năng tình dục cũng rất phong độ. Do đó mà nếu muốn bảo vệ về sức khỏe và cơ thể, việc đầu tiên là chúng ta phải cần quan tâm đến ngón tay. Khi rảnh rỗi thì chúng ta nên xoa bóp tập thể dục cho các ngón tay được linh hoạt, mềm dẻo và đặc biệt là ngón tay út. Về thứ hai là về xem đường chỉ tay. Chúng ta ngửa bàn tay ra xem với các đường chỉ trong lòng bàn tay, đường chỉ tay tình cảm tính từ ngón giữa đến ngón trỏ và ngón giữa chạy hình cánh cung ra cuối ngón tay út. Đường chỉ này thì chúng ta được gọi là đường cảm xúc hay đường tình cảm.
Khi nắm tay lại mà nhìn vào điểm giữa của chân ngón út với điểm cuối của đường tình cảm sẽ có đến 2-3 vạch nếp nhăn, thì đây cũng được xem là đường tình dục. Nó tiêu điểm và thể hiện khả năng giường chiếu của một con người. Người mà sở hữu những nếp nhăn này dài, thô và rõ thì là người có khả năng tình dục rất mạnh. Và ngược lại, nếu như nếp nhăn nhỏ bé, mảnh rẻ, nông mờ thì người này có khả năng tình dục rất yếu. Người mà không có nếp nhăn ở vùng này thậm chí là còn có nguy cơ yếu sinh lý, nghèo tinh trùng và không có khả năng xuất tinh. Với những người mà có lòng bàn tay mềm nhũn, mỏng manh, yếu nhược, màu da hơi trắng bệch thì cho thấy bạn là người bị thiếu máu, yếu đuối và có khả năng tình dục rất kém. Về thứ ba là về xem chiều dài của ngón tay. Về theo một nghiên cứu tại Viện Đại học đã phát hiện ra rằng chiều dài của ngón tay nó tỷ lệ thuận với khả năng tình dục và mức độ hấp dẫn về giới tính. Tay dài khỏe là người có khả năng tình dục rất mạnh. Tay ngắn và mềm là người có khả năng tình dục kém hơn. Với ngón đeo nhẫn mà dài hơn ngón trỏ thì người có khả năng tình dục cũng mạnh hơn. Còn ngón út càng dài là khả năng tình dục càng cao. Tỷ lệ nó đối xứng với các ngón tay của hai bàn tay và nó liên quan đến số lượng tinh trùng mỗi lần xuất ra. Người mà có các ngón tay đối xứng nhau thì sẽ xuất tinh nhiều hơn. Còn người có tỷ lệ mà đối xứng lệch, ví dụ như ngón tay ở bên phải không có độ dài bằng ngón tay bên trái, sẽ có khả năng kém hơn. Về thứ tư là xem về nhiệt độ ở tay chân. Với những người có bàn tay hoặc bàn chân ấm nóng thường là người có khả năng tình dục rất mạnh mẽ. Người mà sở hữu bàn tay lạnh thường không quá cuồng nhiệt trong đời sống chăn gối. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về xem bói tử vi bát tự. Nhìn chỉ tay là biết về lương duyên của mỗi con người chúng ta. Có không ít người có thể đoán định được về mọi mặt con đường công danh, sự nghiệp, tình yêu bằng nghệ thuật xem đường chỉ tay. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết tường tận những điều đó. Cùng bói chỉ tay trên 12 cung hoàng đạo để tìm hiểu nhé. Có một cách vô cùng đơn giản để giúp cho chúng ta dự đoán một phần nào đó về con đường tình duyên của mỗi người. Nó có thể tiết lộ về tính cách của bạn ở trong tình yêu, cũng như là xu hướng lựa chọn người bạn đời cho cuộc sống hôn nhân về sau này. Chỉ cần áp hai bàn tay vào nhau như hình minh họa dưới đây, thì nhìn độ chênh lệch giữa đường chỉ tay của hai lòng bàn tay thì sẽ xem kết quả nó nói gì. Một là đường chỉ tay ở hai lòng bàn tay cao ngang bằng nhau thì bạn sẽ là một người nhẹ nhàng, nhạy cảm và thích những thứ khá đơn giản. Bạn không thích bất cứ một điều gì mà quá đường đột hoặc bất ngờ trong chuyện tình yêu. Với những người mà có tính cách như trên thì đối tượng của họ thường là những người được lòng chính gia đình và bạn bè của bạn, được tất cả mọi người đồng tình ủng hộ. Và thường đó cũng là người mà bạn lựa chọn để đi đến hôn nhân. Về thứ hai là về xem đường chỉ tay trong lòng bàn tay mà ở bên phải cao hơn bên trái. Với những người mà sở hữu đường chỉ tay ở bàn tay bên phải mà cao hơn đường chỉ tay ở bên tay trái thì thường là người có xu hướng tìm đến những người lớn tuổi hơn để được nuông chiều và chăm sóc chu đáo. Họ có thể kết hôn với một số người có lứa tuổi lớn hơn mình rất nhiều. Với những người như thế, thường sống hết mình cho tình yêu, chú ý đến chuyện tình cảm giữa hai người, ít khi quan tâm đến người khác, nghĩ hay không đồn thổi gì về mình. Còn về thứ ba là về đường chỉ tay trong lòng bàn tay mà tay trái cao hơn. Đây là một trong những típ người thích thử thách, thích tình yêu và có sự mãnh liệt và sự nồng cháy. Họ có thể kết hôn từ khi còn là sinh viên hay với người nước ngoài, thường là đối tượng của họ là những anh chàng đẹp trai hay một cô gái xinh đẹp. Thứ tư là về đường hôn nhân kỳ duyên. Đường hôn nhân mà nó nằm gần sát
với đường tâm đạo là người cưới sớm trước 26 tuổi, còn đường hôn nhân mà xa đường tâm đạo là gả cưới chậm sau 35 tuổi. Thứ hai là đường hôn nhân mà đi song song vừa thô lại vừa cạn, không hiện sâu là càng gả cưới chậm đi nhiều. Thứ năm là về đường hôn nhân tàn ra. Đường hôn nhân mà bị đường phá tâm chặt ngang, nghĩa là bị người ta dùng bạo lực để can thiệp vào cuộc hôn nhân đang tiến hành, và sau khi kết hôn sẽ tán ra bại sản hay là gặp trục trặc nhiều trong cuộc sống. Về thứ sáu là về đường lương duyên bất loạn. Đường hôn nhân mà có hình như đuôi cây tên, tình đầu sẽ bẽ bàng hoặc là tiến đến hôn nhân bị giang dở vì là hoàn cảnh không hợp, có một kết quả không bao giờ thành hôn được. Về thứ bảy là đường lương duyên ngang trái. Với đường hôn nhân, nó như một rễ cây hay là một cái quạt, là một người thất tình hay ngang trái. Nếu đường hôn nhân mà ngoằn ngoèo là vì tình mà tự sát hay là gặp tai nạn chết chóc một cách bất ngờ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.